Chào mừng quý cô chú anh chị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị trong một buổi tối ngày 13 tháng 2 năm 2024. Hôm nay cũng là đêm mùng 4 Tết năm Giáp Thìn. Hôm nay ngoài đường còn khá là vắng quý vị, rất là ít hàng quán mở cửa. Nên tối hôm nay mọi người đổ về khu ẩm thực Hồ Thị Kỷ rất là đông quý vị. Trong buổi tối ngày hôm nay, mời quý vị cùng em chúng ta cùng vào tham quan và ăn uống trong khu ẩm thực Hồ Thị Kỷ nhé. Nơi đây được xem là khu ẩm thực lớn nhất ở Sài Gòn mình, có rất là nhiều hàng quán và giá cả cũng rất là rẻ nữa. Đây có hải sản tươi sống luôn nè, hàng quán nào cũng rất là đông khách. Ngày thường ở trong đây cũng đông rồi vị, hôm nay các hàng quán bên ngoài họ chưa có bán nên trong đây nó lại càng đông. Cái gian hàng của chị này rất là hấp dẫn nè. Có tôm họ luộc sẵn rồi vị, còn mình muốn nướng thì họ sẽ làm nướng cho mình. Bên kia thì cũng có tôm sống nè, ốc, mực, bạch tuộc, đủ thứ món hết vị. Có tôm và hải sản sống như này quý vị. Em nghĩ là mình nên mua cái loại còn tươi sống thế này đưa cho họ chế biến thì sẽ ngon hơn. Con đường rất là nhỏ thôi nhưng mà có hàng trăm cái gian hàng này vậy, rất là nhiều. Em đi một vòng quay các món ăn ở đây cho vị xem nha. Đây là bánh khọt. Bánh khọt ở đây họ chiên giống như ở Vũng Tàu quý vị. Quá trời đông vui luôn, hàng quán nào cũng đông hết. Đây là chân gà ngâm sả tắc. Món ăn này thì rất là phổ biến ở Sài Gòn. Gian hàng bên đây họ bán gì mà bu đông quá trời đông. Gà nướng, heo nướng, rồi các loại lòng nướng, vịt, đủ thứ. Đây là thịt nướng sả, rồi thịt nướng phô mai. Ở trong này chủ yếu là các món nướng quý vị. Em chỉ ăn hai xiên này thôi phải không? Đây là
sơ điệp, ốc, rồi mật nữa, tatu. Ở đây họ có ướp đá nè. Chủ yếu những món ăn ở đây họ đều nướng hết. Đây là món gỏi Thái rồi chân gà ngâm xả tắc, nhiều món quá trời luôn. Khách hơn ngồi kính cả con hẻm luôn nè Việt. Ở trong đây nhiều con hẻm lắm, mà chỗ nào cũng đông. Đây là món trứng cút nướng. Món ăn này cũng rất là ngon vị. Họ nướng phô mai, trứng cút nướng với hải sản, rồi nướng muối ớt nữa. Nhiều vị cho mình lựa chọn lắm mấy vị. Còn đây là món phá lấu bò hay là phá lấu heo nhỉ Việt? Nhìn cái màu rất là bắt mắt luôn. Mì xào phá lấu, nhìn chú xào rất là hấp dẫn. Thank you.
Kem bơ cũng là một món rất là nổi tiếng trong khu chợ này. Hôm nay khách địa phương và khách Tây cũng đông quá trời. Em trai ơi, cho anh gọi cái bơ sầu riêng cho em trai nha em trai. Của mình 30 em trai. Đây là món bò bí ngọt, nó khác hẳn với bò bí mặn mình thường hay ăn vậy. Cái quầy của cô này gợi nhớ tuổi thơ kia luôn. Những cái món nhỏ nhỏ treo lủng lẳng nhìn dễ thương. Cô bán bánh tráng nướng, chuối sáp nướng, rồi chuối nếp nướng nữa nè vậy. Cái món chuối sáp nướng này rất là ngon này. Còn đây là món trứng cút nướng giống như cái chú hồi nãy, nhưng mà ở đây nhìn chú làm rất là đẹp mắt. Chả giò 10 cái 35.000, hình thánh thì 10 cái cũng có 35.000. Đồ ăn ở trong khu chợ này rất là rẻ vậy. Có bà
Mấy người đây các loại xiên quen, những cái món ăn này phổ biến trên đường phố Sài Gòn lắm. Kem bơ, sinh tố bơ, rồi sinh tố dừa nữa vị. Một ly có 30.000 thôi. Cái xe của cô này cũng rất là ngon. Đây là món bạch tuộc nướng, họ làm theo vị của Thái Lan quý vị. Ăn cũng rất là vui. Một cân của chị đấy không bỏ cho nó. Đến đây thì video cũng khá dài.
Em xin phép quý vị được khép lại video ở trong khu vực này. Kính chúc quý vị một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Nếu có những phút giây thư giãn trên đường phố cùng em, thì đừng ngần ngại nhấn like, subscribe và chung bên cạnh nhé. Một lần nữa cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Thank you.